Chúa chọn mỗi chúng ta à, Chúa nói trong uh, tiên lệnh văn đồng 15 câu 16 là không phải các ngươi đã chọn ta bèn là ta đã chọn ta đã chọn các ngươi đó là điều mà chúng ta cảm ơn Chúa lắm Trong lúc mình không chọn Chúa Trong lúc mình không biết Chúa Trong lúc mình uh, có thể nói rằng là Đôi khi là chống Chúa nữa Giống như trường hợp của Ông Phô Ghét Chúa, chống Chúa Nhưng Chúa vẫn yêu mình và Chúa đã chọn lựa mình miễn là trong lòng của mình có một cái chút cái tâm gọi là cái lòng mà hướng về Chúa à, có một chút đức tin Và Chúa khơi dậy để chúng ta có thể được trở nên con của Ngài cho nên ở trong Roma đoạn 8 mà chúng ta đọc hôm nay đó thì ở đây là một cái chuỗi một cái chuỗi uh, ơn của Chúa đối với mỗi chúng ta có nghĩa là Chúa gọi, Chúa chọn, Chúa định, Chúa uh, chân công bình Chúa làm chúng ta vinh hiển. Thầy quý vị thấy đó, ở à, đây này. À đây là mình thấy rằng Chúa có một cái chương trình tuyệt vời cho mỗi đời sống của chúng ta lắm. Thưa quý vị, cảm ơn Chúa về điều này. À, và nghĩ đến điều này, chúng ta mới thấy mình yêu Chúa. Và chúng ta mới sống một cách xứng đáng cái hướng của chúng ta. Ngày hôm nay tôi và quý vị sống là để làm gì? à ở đây kinh thánh nói rằng là đức chúa trời là đấng mà ngài gọi chúng ta là ngài là cha và chúng ta là con của ngài và chúng ta được ngài yêu thương chúng ta tình yêu của chúa dành cho chúng ta thật quá tuyệt vời thưa quý vị à. ngài chẳng những ngài đã gọi ngài đã chọn nhưng mà ngài cũng đã làm tất cả mọi điều để cuối cùng chúng ta trở nên con con cái của Chúa để chúng ta có thể sống đời đời à, và ở đây nói về sự tiền định có nghĩa là định trước đó thì có phải chăng là đức Chúa trời định một cách độc đoán có nghĩa là à, Chúa giống như bắt thăm người định ai đó người chọn ai đó thì người chọn thôi còn người nào không chọn thì Chúa bỏ nghe như vậy thì chúng ta cũng thấy rằng rõ ràng là cũng cũng bất công quá và cũng tội nghiệp cho những người mà Chúa không có chọn à. nhưng mà thật sự ra không phải kinh thánh không phải nói rằng Đức Chúa Trời chọn lựa theo cái cách may rủi hoặc là không có căn cứ nhưng mà Ngài chọn ở trong câu 28 đó rằng chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời tức là cho kẻ được gọi được gọi theo ý muốn của Ngài như vậy thì quý vị đó thấy gì? là Ý của Chúa à, Chúa Có một chương trình Ý định của Ngài Là Ngài Muốn chúng ta trở nên con cái của Chúa Để chúng ta hưởng được trong đời đời Để chúng ta được sống mãi với Chúa Đó là cái ý muốn rất là tốt lành của Chúa Nhưng mà cái ý này Nó dựa vào cái gì Ngài chọn dựa vào cái gì Kinh thánh là, à, Vì theo ý muốn của Đức Chúa Trời đã định những kẻ mà Ngài đã biết trước thì Ngài đã định. Như vậy thì Chúa định cho chúng ta, Chúa chọn chúng ta nhưng mà Chúa định theo cái gì? Kinh Thánh nói rằng Ngài định theo sự biết trước của Ngài. À biết trước. Có nghĩa là Chúa nhìn từ xa Chúa đã biết chúng ta rồi, chưa chúng ta chưa được sinh ra là Chúa đã biết rồi chúng ta là cha mẹ nhiều khi mình sinh ra đứa con mình không biết cái đứa con nó sau này lớn lên nó con trai con gái đứa đó nó tính tình nó làm sao nó tốt nó xấu nó có khả năng gì là cha mẹ nhiều khi không biết ừ. ngày hôm nay nhiều lắm gọi là giỏi lắm là người ta chỉ biết con trai con gái thôi chứ còn không biết xem nữa nhưng mà đức chúa trời đó ngài chẳng những biết chúng ta là con trai hay là con gái ngài chẳng những biết chúng ta là người việt người việt nam hay là người mỹ Ngài chẳng những Ngài biết chúng ta sống như thế nào, tâm tâm tính của chúng ta như thế nào. Những cái điều tốt của chúng ta, những cái điểm mạnh của chúng ta, những điểm yếu của chúng ta là Chúa biết hết. Kinh Thánh nói rằng là Ngài định theo sự biết trước. Như vậy thì quý vị thấy là Chúa chọn. Nhưng mà Chúa chọn không phải không có căn cứ. Không có, không có nghĩa như là một số người tin vào cái tiền định độc đoán. À là cho rằng Đức Chúa Trời, Ngài muốn chọn ai thì Ngài thích thì Ngài chọn thôi Chứ không có cái, cái, cái nguyên tắc gì hết Ở đây không Ngài chọn theo sự biết trước của Ngài Có nghĩa là điều đó vẫn căn cứ vào mỗi chúng ta Mỗi con người của chúng ta à, Tôi nói ví dụ Ví dụ như bây giờ một người người ta đi tuyển sinh Người ta muốn chọn một số người để mà Chẳng hạn như là à, Học về âm nhạc đi Thế thì người ta phải phải biết là cái người nào có cái gọi là cái năng khiếu âm nhạc đó người ta đưa vô trường nhạc. Chứ không phải là không phải là ai cũng ai cũng được chọn vào. Là một số người khác đó là quý vị thấy rằng chẳng hạn như giờ chọn để làm đi vào cái nghề võ thuật đi. Thì cũng phải chọn những cái người mà học khỏe mạnh, cái những người mà họ có cái năng khiếu về võ thuật. Thì đó là những người mà tài giỏi thì người ta thử người ta phải test người ta phải xem xét người ta phải nghiên cứu đủ mọi mặt để người ta mới chọn đó là gọi là theo cái sự hiểu biết của họ nhưng mà đức chúa trời đó ngài biết trước có nghĩa là ngài nhìn thấy cả cuộc đời của chúng ta mà ngài biết tôi và quý vị là con người như thế nào yếu đuối cỡ nào chú cũng biết hết á chúng ta có cái điểm mạnh nào chúng ta có cái lòng chân thành hay không đức chúa trời biết và cái nói rằng đức chúa trời chọn theo sự biết trước của ngài thì ở đây chúng ta thấy rằng là Ngài rõ ràng là Chúa định Chúa chọn nhưng mà không phải là không có căn cứ Và không có nghĩa là may rủi Mà dựa vào mỗi người chúng ta để Chúa chọn Và Đức Chúa Trời biết trước Chẳng hạn như Đức Chúa Trời biết tôi tôi có thể là một sư hay không Đức Chúa Trời biết, con người không biết nhưng mà Chúa biết Đấy Và Đức Chúa Trời chọn Quý vị thấy không? Cảm ơn Chúa Và Đức Chúa Trời đưa mỗi người chúng ta trong cuộc sống này Mỗi cái vai trò À, Người để chúng ta sống ở, ở giai đoạn nào Chúng ta làm chứng nhân cho Chúa Để chúng ta có thể hầu việc Ngài Thì Đức Chúa đã biết hết Và chính vì cái sự biết trước đó Kinh Thánh nói rằng Ngài định theo sự biết trước của Ngài à, Câu 29 Những kẻ Ngài đã biết trước Thì Ngài đã định À, Quý vị thấy chưa Rồi những kẻ Ngài đã định Thì Ngài cũng đã gọi Và những kẻ Ngài đã gọi Thì Ngài xin công bình Những kẻ Ngài xin công bình Thì Ngài làm cho minh hiển Như vậy thì quý vị thấy rằng những kẻ ngài đã định rồi bây giờ ở đây nay đức chúa trời đã định cho tôi và quý vị là là thuộc về con ngài của, của ngài hay không quý vị làm họ hầu vị chúa hay không làm chức vụ gì đức chúa trời đã biết hết rồi và khi chúa biết rồi thì bắt đầu chúa gọi chúa gọi chúng ta chúa gọi chúng ta bằng nhiều cách lắm có thể ngài sử dụng một tình cờ một dịp nào đó quý vị chẳng hạn như là, là có người đến dự lễ noel À, chẳng hạn như là có người là làm thiếu nhi ở trong một cái vùng nào đó được ha rồi cuối cùng mình bị thu hút trong lúc mình không thu hút giữa khác mà mình đã thu hút đến với chúa ở trường hợp của tôi gia đình của tôi cũng không có theo chúa à, và thưa quý vị từ khi 6 tuổi đó là tôi tự nhiên là tôi đây là thích tôi thích là vì gia đình của tôi tôi hầu đó tôi ghét những người hút thuốc uống rượu cờ bạc lắm tôi cảm thấy những người như vậy là không được trong cái nhìn của tôi tôi cảm thấy à, và tôi thấy mẹ tôi khổ nhiều quá vì cái, cái cuộc sống như thế thì tôi rất là thích tin lành là không hút thuốc <laughs> hồi đó là chỉ không hút thuốc uống rượu là đối với tôi là tôi thích rồi đấy nhưng mà lạ lắm đó là chúa khiến ở nơi đó có một người là bây giờ là một sư mai hứa phước đó là làng anh của tôi mà ở đó anh ảnh là cái người dạy kinh thánh trong cái thời mà tôi còn nhỏ đó đấy mà mỗi lần tôi nhớ tôi thích lắm là mỗi lần tôi học kinh thánh với ảnh thì ảnh phát cho một tấm hình một tấm hình 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 ở trong kinh thánh đó. mà nó cũng không phải là hình đẹp lắm đâu vừa vừa thôi nhưng mà có màu sắc mà tôi thích lắm hồi nhỏ tự nhiên thích nhất là cái hình đó mà làm sao làm để mỗi bữa cứ tới đó là để, để cho lãnh được cái hình đó, đó là rồi xong rồi ảnh cũng dạy về hướng đạo cho nên tôi thích lắm học được nhiều cái hay ở trong hướng đạo và từ đó thì tôi lại gắn bó với nhà thờ tôi gắn bó say mê cho đến độ là tôi ra tôi xin mẹ tôi cho ra nhà thờ ở luôn rồi đó ở không không phải là ở lấy tiền ở giúp đỡ mà giúp không thôi và tôi rất là thích cái khung cảnh nhà thờ từ hồi còn bé thì rõ ràng bây giờ mình ngồi mình nghĩ ủa tại sao chúa khiến mình như vậy <laughs> Chú có một cái chương trình rất là lạ luôn để là chú đưa đẩy mình vào những cái đường đó à, và bây giờ tôi ngồi tôi suy nghĩ hồi đó là tôi ở nhà thờ trên tôi được mấy ông thầy đó hồi tôi học âm nhạc là cũng qua hồi đó qua một sư nguyễn xuân mai đó. Một sư nguyễn xuân mai đó ông cũng biết nhạc ít ít thôi không có nhiều nhưng mà nhờ ông mà ông dạy cho tôi về âm nhạc từ cái lúc đó rồi đó rồi tôi học kinh thánh chúng tôi hồi đó đố kinh thánh như là sáng nào cũng 4 giờ sáng là chúng tôi dậy rồi dạy xong rồi à, cầu nguyện hầu đó tôi còn nhớ là mỗi lần còn thức dậy là ngủ gục biết thôi mình nhỏ mà nhưng mà cũng vậy rồi buổi tối là đốt kinh thánh buổi sáng là thức dậy chúng cầu nguyện thì chúng tôi từ khi còn nhỏ mà được học kinh thánh như vậy đó à. và tôi thuộc kinh thánh rất là nhiều từ trong cái thời còn nhỏ trong khi gia đình tôi không có đi chúa nhưng mà tôi là một một gương mẫu một người gương mẫu ở trong hội thánh này đó cho nên sau đó chú chọn tôi để tiếp tục tôi kêu gọi tôi tiếp tục tôi đi học lời Chúa và tôi trở thành một người hầu vị Chúa. À, thì tôi cảm thấy rằng đó là cái sự kêu gọi của Chúa. Chứ không có phải là mình. Nếu mà mình giống như là một cái sự đưa đẩy nào tôi nói ví dụ như có một điều tôi cũng nhận ra đó ba tôi chết sớm. Ba tôi cũng chết còn sớm lắm năm 1972 là chết rồi. Và nếu mà ba tôi còn sống thì tôi cũng không đi hầu vị Chúa được. Mặc dù khi mà ba tôi chết tôi cũng khóc nhiều lắm Nhưng mà à, sau này tôi mới thấy là Nếu mà chúa để ba tôi còn sống là chắc là ông không cho tôi đi ông chúa Đúng không? Hồi đó ông làm cảnh sát Và làm cuộc trưởng cảnh sát Đấy không và chắc là chắc là ông tôi rất là khó để mà đi ra đi ra đi học lời Chúa để học về Chúa cho nên Đức Chúa này có một cái chương trình quý vị thấy ngài sắp xếp hết mọi sự cho mình chứ còn nếu mà bây giờ mình mình không có một cái sự hướng dẫn sắp xếp của Chúa như vậy, đưa đẩy như vậy đó thì cuối cùng mình cũng sẽ đi lạc thôi à, và Đức Chúa Trời cho tất cả những cái diễn biến ở trong cuộc đời để làm gì để mình được, à, được thanh hóa để rèn luyện mình, để giúp cho mình khiêm hạ để giúp cho mình yêu mến Chúa hơn, quyết liệt hơn quý vị cứ ngồi à, ở trong Roma đoạn 8 28 hôm trước chúng ta đã học qua, tuy nhiên hôm nay tôi muốn nói một cách đầy đủ về cái cái cái, cái ơn cứu kêu, kêu gọi của Chúa đó, cái sự uh, định sẵn của Chúa thì mình thấy ở đây đó là mọi sự hiệp lại quý vị nhớ cái câu này, mọi sự hiệp lại làm ích cho mình quý vị phải tin điều này. Nếu chúng ta không tin điều này là chúng ta không có tin Chúa. Bởi vì Đức Chúa trời đó Ngài sắp xếp hết mọi việc, Ngài định, Ngài gọi, Ngài làm cho chúng ta vinh hiển, Ngài làm chúng ta đau khổ, Ngài đưa chúng ta vào tất cả mọi cái cái môi trường học tập để làm gì để chúng ta được trở nên con cái của Chúa được trở nên đầy tớ của Ngài và được được hưởng cái phước hạnh đời đời và đó là điều tuyệt vời à, mục đích của mình là đi như thế chứ không phải là mục đích của mình là ở trên trần gian này cho nên quý vị thấy tại sao mà ông Lô khi mà ông theo Chúa đó ông ông đâu có phải là người ta gặp những cái chuyện tốt đâu gặp gì chuyện buồn lắm đúng không bị tù bị nói xấu bị đủ thứ hết nhưng mà ông vui là vì sao bởi vì ông càng ngày ông được gần với Chúa hơn nhờ nhờ bị tù nhờ khó khăn nhờ bị nói xấu mà ông vua ông nói rằng ông được gần với Chúa hơn cái gì đó là thiền mừng thôi chứ còn ngồi mà suy xét về đời này nó sao mình tự nhiên kỳ vậy mình người ta không hầu với Chúa mà người ta đâu có khổ như tôi đúng không người ta đâu có bị nói xấu gì tôi người ta đâu có bị tù gì tôi người ta đâu có người ta đâu có hầu với Chúa đâu Tại sao tôi tốt vì mà tôi lại bị như thế này? Nếu mà mình không có hiểu cái kế hoạch của Chúa thì mình buồn lắm. Nhưng Kinh Thánh nói rằng là Ngài đương ở trong cái cái tất cả mọi cái diễn tiến là Ngài làm tất cả mọi sự để làm gì? Để kéo chúng ta đến gần với Chúa. Để khiến chúng ta có cái đức tin hơn. Cho nên có những người họ phải vô tù. Mà nhờ họ vô tù đó họ mới gặp được Chúa. Có những người họ phải gặp những cái đau khổ trong cuộc sống họ gặp sự mất mát họ gặp có những người phải bệnh tật có những người phải ở trong cảnh nghèo có những người gặp rất nhiều những cái oan ức ở trong cuộc sống như quý vị thấy ông ông Joseph không rõ ràng cuộc đời của Joseph là một cuộc đời đầy những cái oan nghiệt ngay trong gia đình ông cũng bị anh em đối xử bắt công thấy không anh em gì kỳ vậy? anh em gì mà chỉ vì cái chiếc áo không mà ghen ghét lên nổ muốn giết em của mình quý vị cứ ngồi suy nghĩ đi chỉ vì một cái chiếc áo họ ganh tị thôi đấy à. rồi sau đó ông bị bán làm nô lệ thì ngay trong cái nhà ở trong cái nhà của Phutifa thì ông là một con người gọi là hết lòng phải nói như thế ông gọi là làm tất cả mọi sự và nhà của của Phutifa đó là nhờ ông Joseph mà đã trở nên thành vượng có gì thế chưa rồi rõ ràng ông là một người rất là tốt ông đến đây ông giúp đỡ và ông làm cho cái nhà này được thành vượng nhưng mà chính cái nhà đó lại bỏ tù ông Chính cái bà vợ đó Lại Gọi là gieo cái tiếng oán cho ông Và làm cho ông Nó là xấu hổ lắm đó chứ Nó là hiếp dâm Thì quý vị nghĩ còn gì nữa Thấy không Rồi rõ ràng là có bằng chứng luôn đấy <laughs> Người ta tạo bằng chứng đấy Khi mà bà, bà, bà nắm kéo Ông Joseph mà ông Joseph không chịu Thì bà nắm cái áo bà giật lại Và bắt cầm cái áo đó bà tri hô ra và nó đây nè nếu mà nói không có thì tại sao mà nó có cái áo này rõ ràng là nó hiếp dân tôi và ông chồng khỏi cần xem xét gì cả nghe lời bà vợ bắt bỏ tù ông vô xếp liền quý vị có thấy ổn ớt không ông là một người thánh thiện đó mà cuối cùng vô tù rồi vô ngay trong tù ông cũng giúp đỡ những người đồng trong tù ông 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 giúp đỡ ông giải thích điểm chim bao ông làm tất cả mọi sự rồi ông nói ngang ông nói cái ông quan đó về nữa được ba bữa nữa ông được tha mà ông tha rồi ông ra ngoài ông nhớ đến tôi nha cái ông kia cũng hứa hứa xong rồi ra ông quên mất tôi <laughs> ra không có nhớ cái kỳ cục quá mình sẽ cuộc đời kỳ cục quá phải không và ông vô sắp tiếp tục vẫn ở trong tù chứ không có phải là ba ngày sau cái ông được ra à cái vị có thể nhìn thấy đi ông ở trong đó biết trong lúc ông quan ở ngoài này được một ngày nào đó cái vua À, vua mới thấy một điều chim bao. Thì lúc bây giờ kể ra không ai giải được thì cái ông này bắt đầu mới nhớ lại. Không nói Ôi xa, đúng rồi tôi quên, ở trong tù có một người họ giải được. Hay lắm là cái chàng Joseph này. Thế thì sai mờ ảnh cạo rau đem ra. Thì cái ông Joseph này ra thì ông Joseph này cái cơ hội đó ông Joseph giải điền chim bao và Đức vua hài lòng lắm. Thì cuối cùng mới nâng lên làm tể tướng để mà ông có thể thâu góp hết tất cả trong 7 cái năm được mùa đó ổng có thể là thâu góp phải tất cả lương thực để mà chuẩn bị và nước Ai Cập cũng giàu có và trở nên có một cái sức mạnh cường thịnh là cũng giờ ông Joseph ông Joseph lên làm tỉa tướng quý vị thấy chưa và rõ ràng là quý vị thấy mọi sự hiệp là mất cho kể mấy chú không thấy không còn nếu ông Joseph xếp ông ngồi trong đó ông làm bầm ông cứ làm bầm biết ông nói chúa ở đâu anh em gì kỳ cục quá tôi bên đây dẹp không có israel không có anh em không có bà con gì hết á đúng không À, thì quý vị cứ ngồi nghĩ đi ông cuộc đời ông Joseph nó đi về đâu hả à, rồi ông ông chết trong tù thôi quý vị thấy chưa à, nhưng mà quý vị hãy tin vào Chúa đi Đức Chúa Trời có một cái chương trình tuyệt vời à, Ngài mục đích của mình là làm gì Cũng đích của mình không phải là làm cho mình sống ở trên trần gian này mình được nổi danh hay là mình à, được mọi người khen ngợi không có đâu quý vị cứ để ý đi tất cả những người muốn sống một cách nhân đức trong đức chúa jesus christ đều bị bắt bớ phải không nhìn cuộc đời Paulo, cuộc đời của của uh, uh, Piro, phải không? cuộc đời của các người yêu mến chúa phục vụ ngài thì cuộc đời của họ là như thế đấy tại sao bây giờ mình đặt một câu hỏi là tại sao đức chúa trời lại để cho những người hầu vị chúa trải qua những điều như vậy thì đó là cái kế hoạch mà ngài gọi ngài chọn và ngài chuẩn bị để làm chúng ta vinh hiển thấy không những kẻ mà ngài đã gọi, ngài đã định thì ngài sẽ xứng công bình, chúa xứng công bình chúng ta và chúng ta xứng đáng là những người công bình. Tôi và quý vị là những người công bình ở trong hội của người công bình, thưa quý vị. Chúng ta sẽ được ở trong hội của người công bình, chứ không phải là những cái hội thánh này hội thánh kia, không phải. Mà chúng ta sẽ được ở trong cái hội của người công bình. Có nghĩa là chúng ta thật sự là những người công bình. Và Đức Chúa Trời thay đổi chúng ta từ một con người xấu, con người xấu lắm tôi thưa quý vị, con người rất là xấu nhưng mà đức chúa trời có thể thay đổi con người xấu đó trở nên rất là tốt đó là đức chúa trời làm chứ không phải mình và những kẻ ngài đã định ngài đã gọi ngài đã chọn thì ngài sẽ làm cho chúng ta được công bình và ngài làm cho chúng ta được công bình thì chúa cũng sẽ làm chúng ta được vinh hiển tuyệt vời quá tôi và cái gì sẽ được vinh hiển sau này anh nước của chúa và đó là mục đích mà chúa gọi chúng và chọn chúng ta Chứ không có nghĩa là Ngài chọn tôi và quý vị Để chỉ sống đi trần gian này Để làm một cái ông gì đó trên trần gian này hay là để chú ban phước cho mình giàu có để mình thịnh vượng đi trần gian này không phải đâu đừng đừng nghĩ đến điều đó đức chúa trời cho phép mỗi người chúng ta mà ngài ban phước cho tôi và quý vị đó là những cái phước tạm thôi nó không phải là cái gì quan trọng hết cho nên nếu chúng ta biết được điều này thì chúng ta biết rằng đức chúa trời có cả một cái chương trình mà ở trong Roma đồng 12 hai á thì nói rằng đó là kế hoạch tốt lành đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Roma mười 12 câu 2. Đó là một kế hoạch tốt lành đẹp lòng và trọn vẹn. Thật là trọn vẹn. Thật là tuyệt hảo mà Ngài dành cho tôi và quý vị. Và hãy nhớ rằng Chúa gửi đến cho chúng ta tất cả mọi sự để dạy dỗ, để thức tỉnh để chúng ta để rèn luyện chúng ta. Để chúng ta trở nên những con người xứng đáng hơn cho nên khi quý vị gặp bất cứ một cái điều gì thì hãy tin tưởng nơi đức chúa trời, hãy cảm tạ đức chúa trời giống như ông ông vấp phải đó, ông vấp ông nói bây giờ tôi không biết tại sao mà con tôi chết, tôi không biết tại sao mà nhà tôi sập, tôi không biết tại sao mà quân canh đê nó tới nó cướp hết tài sản, và tôi cũng không biết tự si mà thân thể của tôi bị bệnh. Nhưng một điều ông biết là ông biết chúa, chúa không bao giờ sai lầm. Và ông biết Chúa rất là yêu ông Cho nên từ chỗ đó quý vị thấy rằng chúng ta cần phải Có cái niềm tin Chúng ta cần phải thuận phục Chúa và chúng ta đi trong cái hạch của Ngài Bởi vì Ngài gọi, Ngài chọn, Ngài định, Ngài làm Thế thì Ngài khiến chúng ta Giống như ở trong Thi Thiên 23 nó đó Đức Rêu Va là đắng chăn giữ tôi Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì Ngài khiến tôi Thấy chứ Ngài sai khiến chúng ta Ngài khiến tôi an nghỉ để đầm cỏ xanh tươi dẫn tôi đến mấy nước bình tĩnh ngày bổ là linh hồn tôi nhưng mà thì trong lúc ngày khiến mình ngày dục mình à, ngày đẩy mình giống như uh, chúa cho cô bán cũng một sau một cái thời gian trôi dạt đúng không và chúa cho cô đi qua mỹ tôi nghĩ rằng chắc là từ khi qua mỹ thì cô nghĩ tới chúa đấy à, có phải vậy không nhưng mà khi qua mỹ thì cô cũng gặp nhiều cái đau khổ để rồi một ngày nào đó là cô đau khổ đó rồi cô mới đi xuống như này mới xuống mới gặp chúng tôi đó là cái gì thế đó, đó là một cái chương trình của Chúa chứ nếu mà bây giờ cô ở trên đó mà cô gặp một cái hoàn cảnh cái, cái sung sướng quá à. tiền bạc vô thiệt nhiều xe hơi rồi lái đi rồi ha à. cảnh nó được gọi là nó quá tuyệt vời thì tôi nghĩ là chắc cô cũng có lẽ là cũng chưa nghĩ tới Chúa đó à. Nhưng mà nhờ như vậy Nhờ trong hoàn cảnh đau khổ đó bắt đầu cô Trong cái đau khổ cô sẽ nhớ tới Chúa Cô nghĩ à muốn đến với Chúa à, Và cũng vì vậy cho nên Chúa mới đưa cô đến với hội thánh ở đây Đấy chưa Thì đó là nghĩa mình nhìn như mình sẽ thấy tất cả một cái sự một cái chương trình tuyệt vời của Chúa Mà nếu không có cái đau khổ đó thì cũng chưa chắc gì là cô thức tỉnh Đấy không Nếu mà gặp thành công thành công thành công Mình ra khỏi Chúa rồi cái từ ngày đó mình được đủ thứ hết Đấy mình hanh thông quá mình giàu có quá mình sung sướng quá mình trọn vẹn quá không có cái gì mà mình không không vui hết thì khi đó quý vị sẽ thấy là cũng khó lắm á cho nên chúa, đã, chúa có cái chương trình và chính vì vậy cho nên chúng ta phải nhìn thấy được cái điều này để chúng ta cảm ơn chúa tất cả những cái đau khổ đó là một cái tiếng chuông mời gọi mình đến với chúa và lúc bây giờ mình mới nhận ra được rằng đây đúng là chúa chúa chọn tôi đây đúng không tôi không muốn đấy với Chúa, tôi đã quay lưng rồi, giống như ông Phêrô vậy đó, đã quay lưng rồi đi muốn đánh cá lại rồi, Phêrô là, là 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 kiếm thuyền, thuyền lưới là bỏ mấy năm rồi, bây giờ đi kiếm lại, lục lại, rồi đi đánh cá thì cái việc cứ tưởng tượng đi, rõ ràng là ông muốn quay lại cái con đường cũ, nhưng mà Chúa đã chọn, ông cho nên cuối cùng bữa hôm đó ông đánh không được gì hết. <laughs> ông đánh thả lưới ổng và mấy môn đồ chứ không phải mình ổng đâu ông nó tôi đi đánh cá rồi các môn đồ khác đó là thôi tôi cũng đi với anh chứ giờ thôi mình bỏ giờ chúa về trời rồi chúa không có ở đây nữa à, chúa xin lỗi à, chúa đã đâm, bị đông linh rồi chúa chết rồi thấy không nghe nói chúa sống lại nhưng mà chúa cũng đâu có ở với mình đâu và bây giờ họ nghĩ thôi đi mình đi đánh cá đi nhưng mà chúa khiến là họ đánh cá không được gì hết <laughs> chứ đi bữa đó cho, thả lưới xuống hồ gặp hòa wow, cá gì quá qua lại thông mừng quá là đúng rồi đây mình bỏ chúa là đúng rồi đây. đúng không mình chọn là con đường này đúng là lâu nay mình sai lầm mình tốn 3 năm uổng công uổng sức đi theo thầy cũng được gì hết bây giờ đây mình làm nghề này cho chắc ăn đi yên tâm đi nhưng mà chúa khiến là ông không bắt được con nào hết đấy cái gì thêm đó là một cái sự à, là, là sắp xếp của chúa hết và chính vì ông không bắt được con nào hết thì lúc bây giờ ông mới biết Đó không phải là mình làm được đâu giàu là mình có nghề có tay nghề giàu cũng đã trải nghiệm và giàu cũng đã chuẩn bị mọi sự tốt lành hết rồi cho nên chúa hỏi rằng các con của không bắt được con là sao hả à? à, nó giả không được con rồi hết chúa bảo rằng bà hãy chèo ra ngoài đi thả lưới xuống rồi các ngươi sẽ được nhiều cá bây giờ thấy lạ không và suốt cả một đêm không đánh nhưng mà sáng ngày ban ngày lại chèo ra rồi cuối cùng thả lưới xuống là bắt được 153 con cá lớn chứ không cá nhỏ Vậy thấy lạ không Và chính bây giờ lúc bây giờ Ngay trong cái lúc mà chú mà làm một phép lạ rồi Chú mới hỏi ông phê -rô, Giờ sao con Con có yêu ta không ha? À, và quý vị biết rằng nó à, phê -rô, nói sao? thế nào Chú biết hết Chú biết hết mọi việc Chú biết con yêu chúa Và chúa, nó, chúa không nhắc gì nữa hết Chúa đã thôi hãy chiên chân chiên ta hay hầu việc ta chứ chú không nói Ê, yêu sao mà chối ta ba lần <laughs> à, mạnh miệng lắm mà sao bên là trong lúc đó bỏ chạy hết trơn ấy chú không nói vậy à là chúa kêu gọi và phục hồi cái chức vụ của Phê-rô và cuối cùng ông Phê-rô đã đại giảng ở trong cái ngày ngũ tuần ba ngàn người tin chúa cứ nghĩ thế thì cái tình yêu của chúa sự chọn lựa của chúa sự kêu gọi của chúa quá tuyệt vời và lúc bây giờ ông Phê-rô đã hoàn toàn đầu phục Chúa cho nên mình cũng vậy ngày hôm nay tôi và quý vị là những người mà Chúa cũng yêu chúng ta và Chúa cũng đương mời gọi quý vị đó khi mà một cái đau khổ nào đó nó xảy ra thì hãy suy nghĩ tại sao đừng ngồi đó để mình trách ai hết và cũng không phải là trách mình đâu nhưng mà Đức Chúa Trời đương dùng những điều đó để khiến mình khiêm hạ hơn để khiến mình có đức tin hơn để khiến mình được thánh hóa hơn hay không đó là những ngọn lửa thử thách mà nếu mà mình không học tập thì uổng lắm bởi vì đức chúa trời đương làm mọi sự để kêu gọi mình để biến mình trở nên con cái của chúa và để mình sẽ được vinh hiến mà thấy chưa những kẻ ngày đó định những kẻ ngày đó gọi thì ngài xưng công bình bằng những kẻ ngày xưng công bình thì ngài làm cho vinh hiến và chương trình của đức chúa trời là chúng ta sẽ được vinh hiến Chúng ta sẽ được sống đời đời Và chúng ta sẽ là những người hướng phước hạnh Trong nước của Chúa Quá tuyệt vời Cho nên xin Chúa cho tôi và quý vị Để chúng ta sẽ yêu mến Chúa nhiều hơn Để chúng ta trung tín với Chúa Và chúng ta hãy chấp nhận Cái sự gọi là Dẫn dắt so sáng Sự tinh luyện của Chúa Ở trên đời sống của chúng ta Để chúng ta sẽ Thật sự được trọn vẹn vui mừng trọn vẹn phước hạnh và tôi thưa quý vị rằng điều rất quan trọng đó là chúng ta sẽ được đời đời hưởng phước của Chúa được ở trong đức thiên đàng chứ không phải đời này đời này nó không có gì cả vài bữa nó đây là mình xin lỗi rồi cũng qua đời tôi mới về rồi à tôi nghe cô bán nó một số em tín đồ hồi tôi hồi chúa ở tân hiệp nó còn trẻ nó trẻ hơn chúng tôi nữa nhưng bây giờ nằm liệt đấy quý vị thấy chưa cuộc đời nó vậy đó nó tạm bỡ như vậy đó, à, nó ngắn ngủi như vậy đó và những cái đau khổ nó gửi đến được uh, quý vị gặp phải và được uh, nhì, nhì, trải qua thì điều đó không có nghĩa là Chúa không thương mình nhưng mà Đức Chúa trời đừng dùng cái tất cả những điều này để mời gọi chúng ta đến với Chúa để kéo chúng ta để chúng ta được gần với Chúa hơn để khiến chúng ta yêu mến Chúa và hầu vị Chúa hơn cũng giống như, như sếp vậy nếu mà ông trung tín thì một ngày nào đó Chúa sẽ làm ông Vinh hiển Vì thế chưa? một ngày nào đó ông mới lên tế tướng còn bây giờ là đương đương làm nô lệ mà thấy <laughs> không đương bị bán bị anh em đối xử không ra chi cả đừng buồn đừng nản mà xin chúa cho tôi và quý vị để chúng ta hãy tin tưởng vào ngài và hãy đi trong cái kế hoạch của chúa chứ đừng có đừng có dậy lên đừng có nản quá nó chúa ơi tại sao mà tôi yêu mấy chúa tôi trung tín với chúa mà có một có một cái một à, ông mục sư kia đó cũng bạn của tôi, ông gọi điện cho tôi ông nói, ông nói tại sao, ông sao sao mà cuộc đời của, của ông khổ quá vậy? Trong lúc ông rất là yêu mấy Chúa, trong lúc ông à, hầu với Chúa, nhiều người họ đâu có được như ông đâu, mà gia đình thì họ đầm thắm vui vẻ đó, ông nhìn thấy gia đình của họ trong khi gia đình ông đổ vỡ ông buồn quá, ông nói tại sao vậy? Chúa bất công á, ông nói với tôi. Thì tôi nó không chúa không có bắt công và sự thật ra thì những cái đau khổ mà một sư đương trải qua nó cũng không là chi cả cái đó là đừng có nghĩ tới một gia đình nào đó mà nó em thắm là đó là được phước còn cái gia đình của một sư đương như vậy là không mất phước đừng nghĩ gì vậy cái cái tiến trình của mình theo chúa đó nó chưa dừng lại tất cả nó đều cái, cái giai đoạn và quý vị đọc hết cái cuộc đời của các thánh đồ và cũng đời của Chúa Giêsu thì quý vị sẽ hiểu được. Và tôi nói với một sư đó là không nói đâu Chúa yêu một sư. Mà cho nên Chúa mới gửi những cái đau khổ đó đến cho mục sư. Ông ông, ông tôi ông hiểu. <laughs> Tại sao ông phải vậy như thế này? Nhưng mà bây giờ thì tôi cảm ơn Chúa lắm là ông đã trở lại chức vụ. Tại vì những ngày trước ông nản lắm. Giờ ông trở lại ông hầu vị Chúa. Một anh em của của chúng tôi và tôi thấy ông được Chúa bắt đầu phục hồi là vinh hiển đấy Chúa dùng ông trở lại còn những ngày trước ông nạn lắm thế thì quý vị nhìn vào đi tất cả Đức Chúa Trời sẽ gửi đến cho chúng ta những đau khổ à, và những điều đó chúng ta phải trải qua và phải tin rằng mọi điều đó ít lợi nếu mà mình không tin đó rõ ràng là mình không tin Chúa ông giúp ông ông tin còn bà giúp không tin là bà muốn bỏ Chúa luôn á bất mãn mà giúp bà nó rủa xả chúa rồi chết đi Quý vị cứ theo mất Mắc đức tin rồi Nhưng mà ông giúp phải không đâu Ông giúp vẫn tin Mà đó là một người tin chúa Tin chúa là chúng ta phải chấp nhận Ông dốc nó quá Tại sao mà Phước hạnh chúa Chúa ban phước cho mình ngửa tay mình nó Cảm ơn chúa Cảm ơn chúa Còn bây giờ những cái hoạn nạn đấy thì Mình là không cảm ơn chúa Cho nên ông dốc Ông sắp mình xuống Và ông tạ ơn chúa Cảm ơn chúa về ngày Cho con tài sản cảm ơn chúa ngài cho mấy đứa con con chết hết <laughs> cảm ơn chúa ngài khiến cho con bây giờ trở thành trắng tay ngài khiến cho con bệnh tật tôi không hiểu được nghe là cái chỗ này mình mình cảm thấy mình mình mình, mình rất là bái phục ông ông dốt ở chỗ này dốt không hề phải làm bầm không phàn nàn một câu nào kinh thánh nói là dốt không hề phạm tội bởi mô miệng của mình nhưng ông còn cảm tạ ông ở thấy chúa nữa Đấy, mình tin Chúa là như thế quý vị Cho nên ngày hôm nay quý vị sẽ trải qua những cái đau khổ Tôi cũng trải qua những cái đau khổ Và tôi thấy rằng tất cả Đó là tình yêu của Chúa Tất cả đó là Chúa dùng để thánh hóa mình Tất cả Chúa khiến để mình nhẫn nhục hơn Để mình trở nên gần gũi với Chúa hơn Yêu mến Chúa hơn, quyết liệt Và nếu mình chấp nhận, mình học được những điều này Mình tin tưởng những điều này Thì mình sẽ đi vào những cái tiến trình của Chúa nó nhanh hơn còn bằng không thì chúng ta cũng phải học thôi học cho đến khi là học xong giống như bây giờ một ông thầy ông dạy mình cái bài bài học bài số 3 mà mình học hoài không được thì thầy dạy biết thôi tuần hai tuần năm tuần một tháng ha. học lớp 1 mà một năm không 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 lên được thì cũng học tiếp nữa một năm lớp một nữa sang năm lên lớp hai thì đức chúa trời có cái chương trình như vậy cho mọi chúng ta và nguyện chúa cho tôi và quý vị để chúng ta hết lòng tin cậy nơi ngài và đức chúa trời thật sự yêu chúng ta và thật sự có một kế hoạch tuyệt vời cho mỗi đời sống chúng ta hãy tin tưởng đi quý vị đừng buồn hãy vui mừng lên à hãy học tập và tin rằng mọi sự hiệp lại làm ích Nếu chúa trời đương dùng những điều chúa đã gọi chúa đã định chúa thì chúa sẽ xin công bình chúng ta và chúa xưng công bình rồi sau đó ngài sẽ làm chúng ta được vinh hiển tuyệt vời sau này chúng ta sẽ là những người rất được vinh hiển và quý vị sẽ niềm vui chúng ta gọi là trọn vẹn chúng ta sẽ cười một cái nụ cười mà rất là trọn vẹn chứ không phải là cười nửa cười 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 gượng ha không phải là cười cười cái người ta nói rằng có nhiều cái nụ cười nó không có trọn và để có một cái nụ cười nó trọn thì nó phải rất nhiều những cái động tác ở, ở, ở trên cái gương mặt của chúng ta ha, chúng ta mới có thể cười trọn nữa. và Chúa sẽ khiến chúng ta để chúng ta cái niềm vui mình được trọn vẹn và lúc bây giờ tôi tin này chúng ta sẽ rạng rỡ đi chúng ta sẽ vui mừng Ừ, ừ, sư cha phượng nói chứ ngày hôm nay thử ra yeah. phượng đi phượng đi xuống dưới bê lê phượng mua cái này kia là xong rồi phượng về trời ơi gió gió bật mồng gió bay quá quá trời gió bay người bay xuôi rồi lúc đó phượng kêu chúa rồi sợ đụng xe ừ. rồi lúc đó phượng chúa cho con đi về tới nhà rồi, rồi, rồi chúa mới 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 mưa đi trợ, gió gió mà xe mình mình chạy mình nó nghiêng qua một bên nha phụng sợ mà chưa này phụng tưởng đụng xe chết rồi đó sư trưa không thấy cơn gió hồi trưa này hồi trưa khoảng hai hai bây giờ và wow. thật ra nhà Phượng lúc nào cũng tin có chúa ủng hộ cho cho phụng cảm ơn chúa đã cho con đi về tới nơi tới chốn rồi sợ quá hồi trưa này sợ quá sợ Amen. Cảm ơn Chúa. Yeah, yeah. Cảm ơn Chúa. Chúa luôn luôn là dẫn dắt chúng ta và ở cùng chúng ta cảm ơn Chúa vì cái lời làm chứng của cô Phượng bây giờ chúng ta hiệp chung để dân lên Chúa là cầu nguyện quý vị chúng ta hiệp chung để dân lên Chúa là cầu nguyện Chúa ơi chúng con cảm ơn Ngài vì Chúa ban cho chúng con được học lời của Chúa hôm nay Ngài là Đức Chúa Trời cao cả Ngài có một chương trình kế hoạch một kế hoạch tốt lành đẹp lòng và trọn vẹn cho chúng con chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con là những con người xấu xa tội lỗi những con người không ra chi ở trên trần gian này nhưng bởi sự yêu thương của chúa bởi sự biết trước của ngài ngài đã chọn chúng con và khi ngài chọn thì ngài cũng đã gọi chúng con ngài đã định sẵn cho chúng con Ngài đã xin công bình cho chúng con Và Ngài cũng sẽ làm cho chúng con được vinh hiển Chúa ơi con cảm ơn Chúa Vì Chúa quá yêu chúng con Và chúng con à, có được một người cha Mà quan tâm chúng con Yêu thương chúng con Và làm tất cả mọi điều cho chúng con Để chúng con được hạnh phúc mãi mãi ở Trong tay của Ngài Con cảm ơn Chúa Hôm nay qua lời của Chúa Chúng con dân lời tạ Ngài Và con cầu xin Chúa ban cho mỗi chúng con Tại đây có đức tin Có lòng tin cậy một cách trọn vẹn Nơi Chúa Tin rằng mọi sự hiệp lại Sẽ làm ích cho những kẻ yêu mến Ngài Và và những kẻ mà Ngài đã gọi, Ngài đã chọn Chúa ơi con cảm ơn Chúa và ngợi khen Ngài Xin ban cho các anh chị em chúng con Những người sẽ nghe lời của Chúa Những người bước đi trong Ngài Sẽ càng ngày càng tin cậy nơi Chúa Hầu cho đời sống của họ được phước hạnh Và cuối cùng được vinh hiển Con cầu nguyện cho tất cả anh chị em chúng con đương học lực Chúa hôm nay. Xin Chúa ban phước, xin Chúa ơi cùng, Chúa tham viếng, Chúa ban phước cho cô đỗ phượng để cho cô càng được ơn ở trong ngài và đời sống của cô được kinh nghiệm được nhiều ơn phước của Chúa để cô có thể làm chứng cho ngài. Con cảm ơn Cha. Con cầu cầu nguyện cho chị em chúng con là cô bán. À, Chúa ơi ngài đã dẫn dắt cô để cô có thể được đến gần với Chúa. Xin ngài cho cô để cô có đức tin để cho cô được cứu rỗi, để cho cô hết lòng thì con đường theo ngài và được thật sự được trở thành con dân của Ngài và được mãi mãi ở trong nước của Ngài. Con cảm ơn cha. Xin cha ban phước, xin cha ở cùng mọi chúng con. Chúa ban phước cho cô Kim Thoa, Chúa ban phước cho anh Nam, Chúa ban phước cho cô Sương, cho Chúa ban phước cho anh Toàn, Chúa ơi. Con xin dâng tất cả các anh chị em chúng con và chúng con ở trong tay của Ngài. Và nguyện Chúa Ngài ở với mỗi chúng con và nguyện Chúa dẫn chúng con vào con đường của Ngài. Và cho chúng con đầu phục Chúa một cách trọn vẹn để đời sống của chúng con thật sự được phước hạnh ở trong Ngài. Chúa ơi, chúng con tin rằng mọi sự hiệp lại làm ích, làm ích cho những kẻ yêu mến Chúa. Xin cho chúng con yêu mến Ngài và giống như Job, giống như Phêrô, giống như Phaolô, chúng con dâng cả cuộc đời của chúng con cho Chúa để chúng con phục vụ Ngài và đi trong con đường lối của Chúa. Con cảm ơn Ngài. Xin Chúa ở cùng và thăm viếng tất cả chúng con. Chúng con một lần nữa nguyện dân chúng con trong tay của Ngài và nguyện Chúa ở cùng chúng con. Chúng con xin hiệp chung và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen.